cho chị mượn chỗ nói chuyện riêng với Ngà. Dạ. Ngà. Chuyện riêng hả? Đúng rồi. Phước, Phước. Ngà. Chú đừng có giận ảnh nữa. Chị có lỗi là chị hay la rầy chú. Tại vì tính của chị nó cọc cằn chứ chị đâu có ghét bỏ gì chú đâu. Cho chị xin lỗi nha. Thôi chị đừng có xin lỗi. Chị ghét tiếp đi cho em đỡ ấy nấy. Chị không có ghét chú. Anh Ngọc cũng vậy nữa. Ngà ơi, chị năn nỉ chú. Chú đi làm kiểm tra gan đi nha. Chú cứ đi làm đi. Nếu như mà không phù hợp thì chú cũng đỡ. Đỡ ấy nấy cảm thấy thanh thản nữa. Có cái vụ không phù hợp rồi hả chị? Nhưng mà em biết là em mắc nợ anh rất vậy em cũng ấy nấy. Nhưng mà em sợ chị ơi. Rủi mà chưa kịp cứu ảnh em chết luôn trên bàn mổ thì sao? Cái này cắt cái lá gan chứ không phải là cái chuyện đùa. Nha nha, chú đừng có sợ. Châu nó nói là người hiến gan không có bị làm sao hết. Chú đi kiểm tra gan liền bây giờ nha. Chị gọi điện cho Châu liền nha. Thôi. Từ từ đi, em đang suy nghĩ. Em chưa quyết định được liền đâu. Nhưng mà anh Ngọc, anh không có chờ được. Nếu như gan của Châu nó to, mọi người không cần đến chú đâu. Tại sao chú làm anh mà chú còn nhát hơn cả em vậy? Thì tại vì ảnh thương nó nhiều hơn cho nên nó can đảm hiến gan cho ảnh thôi. Ảnh cũng thương chú mà. Với anh Ngọc chú là số 1 đó. Số 1 rồi. Là cái người đầu tiên anh muốn lấy gan thôi. Không phải. Sao không phải? Không phải mà. Em nói chị nghe nha. Lúc nhỏ á, người mà bị ăn đòn nhiều nhất là em. Nhịn đói nhiều nhất cũng là em. Nghe. Đồng ý là em là người gây phiền phức cho ảnh nhiều nhất. Nhưng mà em là em của ảnh mà. Nghe ơi. Tại sao nghĩ tới chuyện lấy gan là nghĩ tới của em hả? Không phải như vậy đâu mà. Không. Nghe. Chị xin chú mà. Nghe. Nghe. Chị sai rồi, em đừng có nóng. Nghe. Chị ở đây coi hẹn đi, để em chạy theo nó. Báo, em về nhà đi em. Ở ngoài đường về đêm hôm rồi nguy hiểm lắm. Ở nhà mới nguy hiểm nhất đó. Đang ngủ bị con điên kia lấy gan thì sao? Em nói gì kỳ vậy? Gan chứ đâu phải là trứng gà, trứng vịt đâu mà muốn lấy dễ thì lấy. Nè, ăn đi. Hỏi thiệt nha. Nhỏ đó nhờ chị dụ tôi. Chắc chắn ở trong này bỏ thứ gì đó để tôi ăn vô xong tôi xỉu, xong chó mang về nè. Không có. Chị biết là Châu nó làm những chuyện đó với em là sai. Mà gặp chị á, chị cũng sẽ giận dữ lắm. Nhưng mà dù gì thì cũng là anh hai của em. Em cứu ảnh nha Báo. Sao anh không cần mà? Hay là anh giả bộ anh nói với tôi là anh không cần. Nhưng mà nhờ chị năn nỉ giùm. Chị nói với ảnh á, có cần gì á thì đến đây nè, nhìn đây mà hỏi thẳng của tôi nè. Cũng quá đáng lắm. Nói vậy mà không sợ trời phạt hả? Cô chấp hết á. Phải chi á, ảnh bệnh, anh nói là Báu, anh cần gan. Em cho anh gan đi, em cứu anh đi. Trong vòng một đốt nhạc, đi thẳng vô bệnh viện tôi cho liền. Đằng này á, ảnh với nhỏ Châu cấu kết với nhau lừa gạt tôi. Bây giờ đến chị cũng lừa gạt tôi đúng không? Em đừng có nói như vậy. Không phải như vậy đâu. Anh Ngọc anh không có biết chuyện Châu nó gạt em. Ảnh cũng không biết chuyện chị đi kiếm em nữa. Em tin chị đi. Tôi không có ngu. Hai người đó là một ruột với nhau. Giờ chị cũng một ruột với họ thôi. Tôi hỏi thiệt nha.
Nếu như bây giờ tôi nói tôi cần gan, anh cho không? Đương nhiên là anh sẽ cho chứ. Vậy nếu như tôi và nhà Châu cùng cần gan, anh cho ai? Đó. Chị biết mà chị không dám trả lời. Đương nhiên anh sẽ cho nhỏ Châu. Anh nói là nhỏ Châu là đứa giỏi nhất nhà. Em nhường cho nó đi. Anh sẽ nói như vậy đó. Bảo, đừng có tìm tôi nữa. Con bấu này chết rồi. Bảo ơi, Bảo. Chị đừng lo quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài việc ghép gan, tụi em cũng đang tính phương án khác. Mọi chuyện chị nhờ vào hai đứa. Anh hai gặp vấn đề gì, chị gọi ngay tụi em nhé. Anh xuống trước lấy xe đợi em. Em về trước chị hai. Đây là thuốc bổ. Buổi sáng chỉ uống một viên, buổi tối uống một viên. Uống sau khi ăn với lại trước khi ngủ 2 tiếng nha. Để chị cho anh Ngọc uống, chứ chị có bị làm sao đâu mà uống thuốc bổ. Thuốc của anh hai á, em kê riêng cho ảnh rồi. Cái này em đưa cho chị uống. Chị phải có sức khỏe để chăm sóc cho anh hai được chứ. Cũng may là chị đã quay lại với anh hai em lúc này. Chứ nếu không có chị á, chắc anh hai sẽ tủi thân lắm. Anh hai cần chị với bé Phúc này lắm. Chị cũng chưa nói cái gì cho con Phúc biết về chuyện của ba nó nữa. Em nghĩ là để từ từ đi. Khi nào tình hình tốt hơn chút rồi mình nói cho nó nghe. Em sợ là nếu bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của nó. Thôi, chị hai vô nghỉ đi, em về nha. À Châu ơi, em rảnh á, em gọi điện thăm anh hai cho nó đỡ tuổi. Mấy đứa kia nó đi mất tâm mất biệt. Đứa thì né tránh, đứa thì trút hết lỗi lên đầu ảnh. Ảnh đau lòng lắm. Em cũng muốn gọi lắm, nhưng mà chị hai biết em dở nói chuyện rồi mà. Chị biết, nói để cho người ta buồn thì dễ, còn nói để cho người ta vui thì khó. Nhưng mà tội nghiệp anh Ngọc lắm. Em biết không, anh bị ung thư, anh đau một. Nhưng mà anh bị em út nó ruồng bỏ, nó oán trách, anh đau tới 10. Hồi trước đây lúc nào anh cũng tự tin, nếu mà anh bị bệnh á, cần cho gan, cho phổi gì thì em út nó cũng sẽ dành để nó cho. Bây giờ thì, cho nên có buồn, có đau chuyện gì á, anh cứ ôm hết trong lòng mà chịu đựng, chứ không dám mở miệng nói với ai hết. Chị không hiểu sao cuộc đời anh lại khổ sở đến như vậy. Anh có vợ, có con, có anh em, để làm gì không biết nữa. Em đã gặp được con Báo chưa? Em gọi cho nó mà nó không có bắt máy. Đúng là cái thứ vô tình máu lạnh mà.